Là một vùng quê thuần nông còn nghèo nàn, phía bắc vùng Thủ Đức dân số khoảng gần 1 vạn người, nơi có con đường tỉnh lộ 429 đi ngang qua trước danh bây giờ Trương Lý. Tổ tiên ta từ xưa đã dày công khai phá tạo dựng nên cơ đồ đất đai màu mỡ trải dài từ Phú Yên đến tận núi đá Núi Một. Cuộc sống ấm no hạnh phúc năm 1960-1961, nhà nước Việt Nam đã thu hồi 300 hectare đất trồng chè, trồng sắn, nguồn thu thường xuyên của nhân dân xã Đồng Tâm để làm trường bắn phục vụ cho công việc chống lũ cứu nước. Nhân dân xã Đồng Tâm không được nhận bất cứ một đồng nào và cũng không được nhận sự ưu tiên ưu đãi nào của nhà nước cho đến tận bây giờ. Vào thời điểm đó, dân số Đồng Tâm cũng chỉ vào khoảng trên dưới 3.000 người. Tính ra mỗi người dân Đồng Tâm lúc đó đã hiến cho nhà nước khoảng 1.000 mét vuông một khẩu. Diện tích giá trị như vậy giờ là 1 triệu đồng trên mét vuông thì người dân xã Đồng Tâm cũng phải hiến cho nhà nước gần 1 tỷ đồng.
hỏi rằng trên đất nước Việt Nam có làng quê nào mà người dân cống hiến lớn lao như vậy cho nhà nước mà chẳng được lấy một lời khen, chưa nói đến thưởng, và ngay cái tên cũng chẳng được. Rõ ràng trường bắn là đất của dân Đồng Tâm cống hiến mà sao lại đặt tên cho nó là trường bắn Miếu Môn. Từ trường bắn vào Miếu Môn còn hơn 1 km nữa. Thật bạc béo, hỏi rằng công bằng ở chỗ nào? Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ các nước bạn, hàng ngày người con của nhân dân xa Đồng Tâm nghe theo tiếng gọi của Đảng đã hăng hái lên đường chiến đấu không tiếc máu xương, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và hàng trăm người con ưu tú ấy đã ra đi không bao giờ trở về. Bởi vậy Đảng và Nhà nước đã phong tặng xã Đồng Tâm xã anh hùng trong kháng chiến và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 1980, khi đất nước ta tạm yên tiếng súng, nhân dân xã Đồng Tâm bắt tay vào xây dựng quê hương. Từ trên những mảnh đất mà bom đạn giặc Mỹ đã cày xới 2 lần đánh phá ác liệt, và một lần nữa nhà nước lại lấy đi của nhân dân xã Đồng Tâm 47,36 hectare đất trồng màu và lúa để làm sân bay Miếu Môn, khiến cho nhân dân, cuộc sống của nhân dân Đồng Tâm đã nghèo là càng nghèo hơn, đất đai càng thu hẹp, dân số là càng nhiều thêm để phục vụ cho cái gọi là sân bay Miếu Môn. Nhưng Hà Nội 37 năm qua, dự án sân bay Miếu Môn vẫn nằm trên giấy, và thật chưa chắc người dân Đồng Tâm thì phải xin vào làm hợp đồng với một số cán bộ quản lý sân bay trên chính mảnh đất của mình do ông cha ta để lại. Hỏi rằng công bằng ở đâu? Chưa hết, năm 2002, cán bộ xã Đồng Tâm bắt dân chặt chè để làm hợp đồng cho thuê đất, cho trại lợn, trại bò khoảng 12 hectare. Tiền đền bù cây chè ai thu ai giữ và được sử dụng như thế nào cho đến bây giờ vẫn còn là một câu hỏi. Vậy thế thì cán bộ thời điểm đó là những ai? Tiền thuê đất trại bò cho đến bây giờ vào khoảng gần 1 tỷ đồng thì ai thu tiền, bây giờ ai chịu trách nhiệm? Tính đến bây giờ qua 3 lần bị thu hồi đất, nhân dân xã Đồng Tâm mất khoảng 360 hectare đất nông nghiệp. Tính trên đầu người, mỗi người dân từ em bé vừa lọt lòng mẹ đến cụ già gần 100 tuổi đã bị nhà nước lấy đi khoảng hơn 1 mẫu, tức là khoảng 3.700 mét vuông đất nông nghiệp. Nhưng nhân dân ta được cái gì? Thưa các bạn, Đảng nhà nước ta cương quyết tuyên chiến với tham nhũng, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực chống tham nhũng. Chuyện tham nhũng thì ở đâu mà chẳng có, nhưng xét về mức độ to lớn và liều lĩnh thì chỉ ở xã Đồng Tâm là một số không đâu bằng. Nhiều người biết nhưng không dám nói, sợ ba vạ lây hoặc há miệng mắc quai hoặc không biết làm cách nào. Những kẻ tham nhũng đất đai ở Đồng Tâm, chúng thật quá tham lam vô độ, không có điểm dừng. Chúng ăn trên ngồi chốc, mua sắm hưởng thụ, chơi bời trác táng, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng hạn chúng ăn sung mặc sướng, đi chơi, đi du lịch nước ngoài, đi nghỉ mát khắp nơi. Tất cả những thứ đó là mồ hôi và nước mắt của cả nhân dân xã Đồng Tâm. Không lẽ cứ để chúng mặc sức vơ vét của dân như thế mà không ai nói gì? Và nếu cứ để chúng chia ruộng, chia đất màu xong thì chẳng còn gì, và cũng không ai động chạm được vào chúng. Như vậy để chúng thôn tính tất. Nhưng không thể để cho chúng mặc sức vơ vét của nhân dân nữa. Tổ đồng thần chống tham nhũng đã ra đời
đã được đông đảo nhân dân đồng tâm ủng hộ. Đứng đầu là cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành gương mẫu, được nhân dân kính trọng bởi tinh thần hết lòng vì nhân dân và dũng cảm đấu tranh với cả một bộ máy tham nhũng và cả một hệ thống lãnh đạo từ đảng, chính quyền đến các ban ngành đoàn thể. Bên cạnh cụ Kình còn có nhiều cụ rất tâm huyết với công cuộc chống tham nhũng ở Đồng Tâm mà nhân dân vẫn gọi là tổ đồng thuận chống tham nhũng. Cái tên nghe thì đơn giản như thế ấy, nhỏ bé, nhưng việc làm rất lớn lao và đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đã thu hồi được khoảng trên 40 hectare đất nông nghiệp. Và tổ đồng thuận đã ra đời thì một khẩu đã được chia thêm 346 m², nhưng trước đây là 346, nay đã được thăng thêm 30 m², tổng diện tích bây giờ là gần 400 m². Đây là chưa kể đất đồng xanh. Như vậy chúng đã cướp của nhân dân trên 30 hectare nguyên lúa. Chúng dân tống tiếp tay cho các lò gạch từ việc cải tạo lòng đầm mà đã lên tới 7,2 hectare. Cũng nhờ có tổ đồng thuận chống tham nhũng mà chúng buộc phải dừng hoạt động. Bọn tham nhũng mua bán sang nhượng không biết bao nhiêu mảnh đất, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, lập hồ sơ địa chính cấp sổ đỏ cho nhiều mảnh đất bất hợp pháp, xác nhận vô căn cứ, không đúng thẩm quyền, thu không biết bao nhiêu tiền, điển hình là hợp thức hóa cho các hồ sơ đất đai ở Đồng Xanh lên đến 56 suất. Chúng còn tạo điều kiện cho rất nhiều người ở trong và ngoài Đồng Tâm lấn chiếm đất công của dân. Tất nhiên chúng không hề cho không ai bao giờ cả. Đặc biệt là chúng còn ngang nhiên chia nhau 10 suất đất mặt đường 429, gọi là đất giảm trúc, trị giá nhiều tỷ đồng. Còn nữa, trang trại lợn chia nhau khu đất cổng đổ, kẻ ít thì 1-2.000 m², người nhiều thì 400-500.000 m² đất. Chúng thực sự chẳng những là kẻ cướp này, chúng đã đẩy bao nhiêu người dân thiếu đất phải đi tha phương cầu thực khắp nơi để kiếm sống. Tất cả những việc làm của bọn tham nhũng ở Đồng Tâm, nếu nói quy mô ở cấp xã là lớn nhất Việt Nam, không có thể nào kể hết được. Còn nhiều việc làm sai trái của chúng mà được sự bao che của quan trên mà chúng không bị đền tội. Nhưng dù sao ông trời cũng có mắt, những vụ việc chúng không thể chối cãi được đã bị ánh sáng công lý và pháp luật trừng trị. Nguyện vọng của nhân dân và tổ đồng thuận chống tham nhũng không phải muốn ai đi tù, ai đi tù đi tội cả, mà chỉ cần trả lại đất để chia cho dân làm ăn ổn định cuộc sống. Vì chúng đi tù dân cũng chẳng được gì, và chúng không đi tù dân cũng chẳng mất gì. Thưa các bạn, tổ đồng thuận chống tham nhũng nhận được sự ủng hộ tinh thần của nhân dân Đồng Tâm và sự đoàn kết nhất trí của nhân dân đùm bọc che chở, tạo thêm sức mạnh. Đồng thời với tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với bọn quan tham, các cụ đã chiến thắng. Những lợi ích mà các cụ đem lại cho nhân dân Đồng Tâm đã được ghi vào lịch sử xã nhà và khắc sâu vào con tim mỗi người dân chân chính. Nhưng hiện nay bọn ủng hộ tham nhũng và bọn tham nhũng đã viết bài bôi nhọ tổ đồng thuận chống tham nhũng. Chúng nhờ những con, chúng như những con thiêu thân điên cuồng rồ lại, lôi kéo kích động những người dân nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết,
chúng không ăn năn hối cải. Nếu việc làm của bọn tham nhũng là đúng thì làm sao phải bị trừng trị trước pháp luật? Bởi vậy, hơn lúc nào hết, nhân dân đồng tâm chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, kề vai sát cánh với tổ đồng thuận chống tham nhũng đến cùng. Công lý bao giờ cũng chiến thắng, dù khó khăn gian khổ không nản lòng. Phần nào đất nhà nước đã có quyền được thu hồi, nhân dân chúng ta không xâm phạm và nên tôn trọng. Còn phần nào nhà nước chưa có quy định thu hồi thì chúng ta đấu tranh và quyết chiến đến cùng. Chúng ta không sai, không vi phạm pháp luật thì không sợ ai cả. Đó là công lý, là lương tri, là danh dự, là nhân phẩm của con người xã Đồng Tâm. Cuối cùng, chúng tôi xin đề nghị Đảng và Nhà nước thực hiện bằng được lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lò đã nóng rồi, củi tươi không cháy. Quả thực lò đã rất nóng, củi tươi thì quá nhiều, nhưng nay không có người vác củi tươi để đút vào lò. Ai liều mạng vác củi cho vào lò thì lập tức phải trả thù. Một chứng cứ cụ thể nhất là nhân dân xã Đồng Tâm bị bắt một số người định thủ tiêu, định đầu mối, đó là người vác củi tươi cho vào lò. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải chỉ đạo chống tham nhũng, đúng là chính ta đánh vào ta. Những người chính nghĩa cứ phải đánh tan bọn phi nghĩa, dù đánh chuột có phải vỡ bình cũng được. Nếu cố giữ bình thì con chuột khác sống sót nó còn khỏe hơn, phá hoại nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Ở xã Đồng Tâm còn củi quá nhiều, và nhất là củi khôi, củi khô phơi từ năm 2012 đến nay hơn 5 năm trời, nó đã quá mọt, quá khô hết rồi mà cả huyện và thành phố còn không dám cho người ôm vào lò đốt. Vậy là đất Đồng Sinh là đất quê tôi, lịch sử lâu đời không thể đổi thay, mọi việc rõ như ban ngày, cớ sao lại nói đất này của ai? Đề nghị cấp trên phải xem xét rất kỹ. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể bà con nhân dân xã Đồng Tâm, thì như bà con chúng ta cũng đã biết là các cuộc họp trước thì tôi đã đưa ra các bằng chứng và nêu ra cái nguồn gốc đất của Đồng Sinh chúng ta thì từ năm 2012 đến nay để thực hiện cái công cuộc chống tham nhũng. Như đồng chí Tổng Bí thư đã nói, Đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo do một số cán bộ đảng viên vi phạm tư cách phẩm chất đạo đức, thoái hóa biến chất, tham ô tham nhũng, tự diễn biến tự chuyển hóa, gây dư luận xấu trong quần chúng xã hội, và đánh mất lòng tin đối với quần chúng nhân dân. Cho nên Đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Thì nhân dân xã Đồng Tâm chúng ta từ năm 12 đã vào cái công cuộc chống tham nhũng với hai mục đích: một là làm cho Đảng bộ xã Đồng Tâm trong sạch vững mạnh, hai là quyền lợi của người dân phải được đảm bảo. Thì trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này là chúng ta gồm có 49 nội dung, báo cáo bà con là 49 nội dung. Thì như đồng chí Lê Văn Sang, nguyên bí thư huyện ủy huyện Mỹ Đức luôn luôn nói rằng các 49 nội dung này đều đúng cả, không có nội dung nào là sai. Thì mong các cụ đã đúng rồi thì chúng ta đừng nên làm cái gì sai được, báo cáo bà con như vậy. Đấy. Thì từ năm 2016 đến nay, tức là cái 49 nội dung này thì chúng ta đã được ba cái kết luận rồi. Kết luận 65/BND của huyện Mỹ Đức và quyết định số 95 và quyết định số 162 là đã nêu rõ những cái sai phạm của cán bộ xã Đồng Tâm. Thì còn một cái nội dung đất sân bay này và nhiều nội dung tương đối lớn mà vẫn chưa được giải quyết. Thì từ năm 2016 đến nay là chúng ta chỉ tập trung vào một nội dung, tức là 59 hectare đất Đồng Sinh của chúng ta, mà hiện nay một dây nhóm tham nhũng quá lớn, chúng đã cố tình định lấy 59 hectare đất Đồng Sinh này của chúng ta đi
thì như cái buổi đầu kết luận số 65 thì ông cố chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Hoàng Mạnh Sơn thì nêu là đây là đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn, thẩm quyền và trách nhiệm là không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, nên Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức không xem xét và giải quyết đề nghị lên quân chủng phòng không quân. Thì lúc đó sau khi tố cáo, tức là ngày 24 tháng 4 năm 2014 là chúng ta đã chính thức làm đơn tố cáo về cái nội dung, trong đó có nội dung đất sân bay Miếu Môn. Thì sau khi chúng ta tố cáo được một tháng, đúng một tháng, thì toàn bộ cái số cột mốc mà quân chủng phòng không quân đã cắm để phân định 47,36 hecta đất quốc phòng và 59 hecta đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, là toàn bộ số cột mốc này là bị nhổ đi hoàn toàn, mất hết, chúng chuyển đi hết đấy, không còn một cột mốc nào, tức là chúng bị đắng lộn xong, chúng ta không thể phân biệt được đâu là đất quốc phòng và đâu là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Thì trước khi mà làm đơn tố cáo thì ông Lê Đình Kình đã nêu rõ là trong cái 49 nội dung này, bất kể một nội dung nào, chúng ta phải có đầy đủ căn cứ bằng chứng trên 90% thì chúng ta mới đưa vào cái nội dung tố cáo, báo cáo bà con như thế. Thế để mà làm được một cái đơn tố cáo gồm 49 nội dung này thì tất cả ông con trong tổ đồng thuận hết sức vất vả, đi khắp các nơi từ Hà Nội, Ứng Hòa, Hà Đông để tìm đầy đủ các hồ sơ chuyển nhượng, biên bản thừa kế rồi ký bán và các sổ đỏ để mà chúng làm trái phép từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Một quá trình để mà tố cáo được 49 nội dung này thì tổ đồng thuận quả thực là quá vất vả. Thì đi đến đâu người ta bảo tại sao anh lại có cái bằng chứng này, thì chúng tôi nói rõ là thì bây giờ là chúng tôi là những người chống tham nhũng mà muốn chống được thì chúng tôi là phải vất vả, phải chịu khó, phải đi tìm, đi khắp các nơi để lấy những cái bằng chứng này để chứng minh đấy. Thì cái nội dung đất sân bay này thì khi đồng chí cố chủ tịch Hoàng Mạnh Sơn đã nêu là đất quốc phòng không xác minh mà là yêu cầu là đưa lên quân chủng phòng không quân, thì lúc đó chúng tôi đã làm đơn lên quân chủng phòng không quân và lên thanh tra Bộ Quốc phòng và có đơn lên Bộ Tổng tham mưu. Thì lúc đó là Ủy ban nhân dân thành phố đã vào cuộc và cái kết luận ra một cái kết luận ngày 25 tháng 3 năm 2015, tức kết luận là số 562, có nêu rõ báo cáo bà con là ba cái kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố thì ba cái khác nhau hoàn toàn. Cái kết luận đầu tiên là nêu như này, tôi chỉ đọc ngắn thôi nhé, bởi ngày mùa này là bà con cũng bận rộn không có thời gian, còn lúa má là trong đó diện tích đất thuộc địa giới xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức là 52,36 hecta, gồm đất nông nghiệp do hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm quản lý là 47,36 hecta, đất của xí nghiệp Vôi Đá Miếu Môn là 5 hecta. Báo cáo bà con là lúc đấy là Ủy thanh tra thành phố Hà Nội đã ra cái kết luận này, tức là họ vẫn đưa cái 5 hecta của xí nghiệp Vôi Đá Miếu Môn thuộc huyện Trương Mỹ vào cái đất nông nghiệp đồng xanh của chúng ta. Thì như trước tôi đã nói là cái và đoàn thanh tra cũng đã về làm việc đấy, thì tôi đã đưa vào tận nơi, đồng chí Hà nói là cái năm hecta của xí nghiệp Vôi Đá Miếu Môn là nó phải ở nằm cửa hang máy bay. Thế tôi nói với đồng chí Hà thì đi, đồng chí biết rõ quá rồi, để dẫn vào các đồng chí vào xem tận nơi. Thế mà bây giờ kết luận cái 5 hecta này của xí nghiệp Vôi Đá Miếu Môn lại ra cái khu vực đất đồng xanh của chúng tôi, thì như hôm trước tôi đã nói là chỉ có trừ là thanh tra thành phố Hà Nội và Ủy ban thành phố Hà Nội phải bê được cái dãy núi Miếu Môn ra đặt vào đất đồng xanh của chúng ta, thì 5 hecta của Vôi Đá Miếu Môn là mới có vị trí ở đất đồng xanh chúng ta. Chứ còn nếu không bê được cái dãy núi Miếu Môn này ra đất đồng xanh của chúng ta thì 5 hecta của xí nghiệp Vôi Đá Miếu Môn không bao giờ là thuộc xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, mà nó phải là thuộc xã Trần Phú huyện Trương Mỹ. Báo cáo bà con như vậy.
Đấy. Thì khi ra cái năm thứ ba của sinh viên Quay Đá Môn là chúng tôi hoàn toàn không nhất trí. Chúng tôi lại tiếp tục lên thanh tra Bộ Quốc phòng và đề nghị yêu cầu giải quyết là khi cái quyết định 113/TTG của Phó Thủ tướng Đỗ Mười ra là chỉ có thu hồi xã Đồng Tâm chúng tôi là 47,36 hectare, ngoài ra không có một cái quyết định nào khác. Nhưng nay ủy thanh tra thành phố Hà Nội lại đưa cái 5 hectare của xí nghiệp Quay Đá Miếu Môn vào xã Đồng Tâm chúng tôi, thì là chúng tôi hoàn toàn không nhất trí. Thì sau một thời gian, tức là ngày 15 tháng 7 năm 2014, thì Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Quốc phòng đã có công văn số 361/TB-TTR báo tin kính gửi ông Lê Đình Kình, địa chỉ số 1A thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thanh tra Bộ Quốc phòng nhận được đơn của ông và hai người đề ngày 8 tháng 7 năm 2014 do trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng chuyển đến. Nội dung đơn tố cáo một số cán bộ địa phương xã Đồng Tâm có những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý đất tại địa phương. Sau khi nghiên cứu nội dung, thanh tra Bộ Quốc phòng đã chuyển đơn của các ông đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định. Nay báo tin ông biết và liên hệ với cơ quan nói trên để đề nghị giải quyết. Thì báo cáo bà con thì đây là một cái giấy báo tin của thanh tra Bộ Quốc phòng. Thì như vậy là cái đất này không thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc phòng, cho nên là thanh tra Bộ Quốc phòng gửi đơn về để tức là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cái cơ quan là quản lý cái đất này có trách nhiệm giải quyết. Thì khi về thì chúng tôi lại tiếp tục làm đơn nữa. Sau một thời gian dài thì cũng không có một cái gì trả lời, chúng tôi lại tiếp tục lên Quân chủng Phòng không Quốc quân và lên thanh tra Bộ Quốc phòng và lại tiếp tục gửi đơn cho Bộ Tổng Tham mưu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lúc đấy là đồng chí Phùng Quang Thanh đang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì chúng tôi đi lại quá nhiều lần rồi, thì lúc đấy là lên là các ông là cũng thấy các cụ, lúc đấy là cả cụ Kình, cụ Doãn, cụ Vệ, rồi thì cụ Nhạc, rồi về ông Hiểu và cùng chúng tôi lên. Thì người ta thấy là nhân dân Đồng Tâm đi lại quá vất vả rồi, lúc đấy là người ta bảo thế nào mà bây giờ sự kiện của Đồng Tâm như thế này mà vẫn chưa giải quyết, lại để lung nhung đến mức độ thế này. Thì người ta nói rõ là cái đất này là không thuộc Quốc phòng quản lý, mà cái đất này là thuộc đất do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Đấy. Thì chúng tôi cũng nêu rõ là bây giờ họ cứ nói là đất của Quốc phòng mà đây là cái dây nhóm quá lớn, đâm ra chúng tôi phải quá vất vả. Thì lúc đấy là tôi, bây giờ là tôi cứ nói toàn hết ra chả phải giấu gì. Đồng chí Bùi Viết Bài, đại tá thanh tra Bộ Quốc phòng với nêu là đã thế thì tôi hướng dẫn các cụ làm đơn tố cáo luôn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 31, và tố cáo đồng chí Trịnh Văn Truyền, đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 28. Tức hai đồng chí này đã câu kết với cán bộ xã Đồng Tâm để bán đất quốc phòng. Thì làm như thế thì chắc chắn là sẽ phải có một cái kết luận trả lời thích đáng cho các cụ, bởi vì thấy các cụ đi lại quá nhiều vất vả. Đấy. Thì đồng chí đã hướng dẫn chúng tôi làm cái đơn luôn tại thanh tra Bộ Quốc phòng. Đấy, báo cáo bà con như vậy. Thì khi có cái đơn này tố cáo đồng chí Trịnh Văn Truyền, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 28, đồng chí Nguyễn Văn Thắng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 31 đã câu kết với cán bộ xã Đồng Tâm mượn con dấu để bán đất quốc phòng. Thì ngày 11 tháng 1 năm 2016, Cục Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không Quân đã có kết luận nêu rõ đất khu vực gia đình ông Trần Ngọc Viễn, gia đình ông Nguyễn Văn Toán là hai gia đình này và một số gia đình khác, tức là hai cái hộ này đang nằm ở đất đồng sinh của chúng ta. Đấy, là đã nêu rõ là do lịch sử để lại, nhà nước chưa có quyết định đền bù, chưa có quyết định thu hồi, chưa có quyết định đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Đấy. Thì như trước tôi cũng đã nêu rồi, chưa có quyết định thu hồi, chưa có quyết định đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Thì làm sao mà nói là đất quốc phòng được, mà lại cứ nêu là đất quốc phòng quản lý.
Đồng Tâm chúng tôi đây người tài giỏi. Chúng tôi thừa sức quản lý, cán bộ Đồng Tâm không quản lý được, nhân dân Đồng Tâm chúng tôi thừa khả năng để quản lý đất này. Việc gì mượn đến quốc phòng phải quản lý, mà cán bộ Mỹ Đức rồi cán bộ thành phố Hà Nội nêu đây là đất của quốc phòng, đấy là một việc hoàn toàn là sai trái. Cho đến ngày 4 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức lại có báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tức là di rời 14 hộ dân nằm trên đất quốc phòng đấy để giao cho tập đoàn Viettel sử dụng. Thì báo cáo bà con là cái đất 47,36 hectare hiện tại là 14 hộ dân của xã Đồng Tâm đang làm hoạt động, và khu đất ở Đồng Danh chúng ta cũng có 14 hộ dân. Báo cáo bà con như vậy, cả hai nơi đều 14 hộ dân đấy. Thì báo cáo với Ủy ban thành phố Hà Nội là di rời 14 hộ dân đang nằm trên đất quốc phòng, nhưng họ lại không di rời 14 hộ nằm trên đất quốc phòng, mà họ lại di rời 14 hộ dân của đang ở đất Đồng Xanh của chúng ta. Báo cáo bà con như vậy. Đây. Thì sau khi có cái báo cáo kiến nghị như vậy, thì là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có hai cái văn bản. Thì báo cáo bà con cả nước này, tôi đọc cái này tôi cũng không phân tích, mà tôi nhờ đồng bào cả nước, đặc biệt là các luật sư và cộng đồng dân cư mạng phân tích để giải thích cho nhân dân Đồng Tâm chúng tôi. Thì trước khi đọc cái này thì tôi cũng nêu rõ như thế này, là ngày 27 tháng 3 năm 2015, Bộ Tổng Tham mưu có quyết định giao 50,03 hecta do quân chủng phòng không không quân quản lý để giao cho tập đoàn Bưu chính Viễn thông, tức là tập đoàn Viettel. Theo thì cái quyết định 551 này của Bộ Tổng Tham mưu có đúng thẩm quyền hay không, thì tôi khẳng định là không đúng thẩm quyền. Tôi khẳng định không đúng thẩm quyền, bởi vì ký cái đất 47,36 hecta của hợp tác xã nông nghiệp xã Đồng Tâm này là do Thủ tướng Chính phủ ký nhá, Thủ tướng Chính phủ ký, chứ không phải là Bộ Tổng Tham mưu ký thu hồi cái đất này đấy. Thế nên là Bộ Tổng Tham mưu mà muốn giao được cái đất này cho đơn vị Viettel thì Bộ Tổng Tham mưu phải có cái gọi là chuyển đổi mục đích, phải chuyển đổi mục đích báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ phải có cái quyết định thu hồi lại, xong rồi mới giao cho tập đoàn Bưu chính Viễn thông Viettel được, chứ không thể nào bây giờ là Thủ tướng Chính phủ thu hồi để làm sân bay Miếu Môn, mà Bộ Tổng Tham mưu lại có cái quyết định thu hồi lại bên trên cả Thủ tướng Chính phủ nhỉ, để giao cho Bưu chính Viễn thông Viettel. Thì Bưu chính Viễn thông Viettel là không phải là nằm trong cái dự án để làm sân bay Miếu Môn, mà đây là một đơn vị kinh doanh. Cho nên việc làm này là hoàn toàn không đúng, tôi khẳng định là hoàn toàn không đúng. Từ ngày 27 tháng 3 năm 2015 cho đến nay, thì đây tôi cho rằng là họ đã câu kết với nhau, tự diễn biến, tự chuyển hóa để mà giao cái đất này cho đơn vị Viettel. Thì tôi xin đọc hai cái văn bản, là tôi nhờ đồng bào cả nước, các luật sư và cộng đồng dân cư mạng sẽ phân tích giúp tôi về hai cái văn bản này. Tôi xin đọc: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do Hà Nội, độc lập tự do Hạnh Phúc, Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội số 2590 UBND DT về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di rời một số hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel xét báo cáo kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tại văn bản số 144BC-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2016 về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di rời một số hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng quản lý
tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo như sau: một, giao Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức trên cơ sở quyết định số 5383 QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố và quyết định số 551 QĐ-TM ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng quản lý tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, 14 hộ gia đình cá nhân đang sử dụng khoảng 6 hecta. Căn cứ quyết định số 23 năm 2014 QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 và quyết định số 15 năm 2016 QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thành phố tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tôi đọc lại đoạn chỗ này nhé. Ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất do các hộ gia đình cá nhân nêu trên đang sử dụng, bàn giao cho tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để thực hiện dự án phục vụ quốc phòng. Kinh phí thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư do tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi trả. 2. Giao nhiệm vụ cho các sở ngành, Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tổ chức thực hiện thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố hướng dẫn đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức trong việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân chỉ đạo giải quyết các nội dung vướng mắc nếu có vượt thẩm quyền. Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ kịp thời kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức phê duyệt theo quy định. Thay mặt Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Đấy thì qua cái văn bản này thì tôi cũng không phân tích và giải thích, mà tôi nhờ là nhân dân cả nước, các luật sư và cộng đồng dân cư mạng là phân tích giúp tôi cái này xem là cái đất quốc phòng mà lại như thế này. Và tôi xin đọc tiếp một cái văn thông báo: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội số 110 TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết vướng mắc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngày 4 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo chủ trì cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Chí Công, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, đại diện quân chủng phòng không không quân. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo như sau:
toàn bộ mốc giới xác định phạm vi ranh giới đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn theo quyết định 113/TTG ngày 14/4/1980 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ. Không có thay đổi phạm vi ranh giới khu đất quy định tại quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được xác định theo quyết định 113/TTG ngày 14/4/1980. Quyết định số 5383 quyết định UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban thành phố Hà Nội và quyết định số 551 QĐTM ngày 27/3/2015 của Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Quốc phòng là cơ sở để Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Đức ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng quản lý tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Vĩnh Đức, 14 hộ gia đình cá nhân đang sử dụng khoảng 6 ha. 2. Căn cứ quy định tại quyết định số 23/2014 QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và quyết định số 15/2016 QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban thành phố. Ủy ban thành phố giao Ủy ban huyện Vĩnh Đức thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 15/5/2016 để triển khai công tác công khai tuyên truyền về chủ trương thu hồi, thông báo thu hồi đất, điều tra kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đấy, báo cáo bà con là đã là đất quốc phòng, nói thu hồi 580 rồi, bây giờ thì việc gì đã là đất quốc phòng rồi, việc gì phải xác định nguồn gốc đất. Thì cái này là tôi cũng chỉ nhờ đồng bào cả nước và các luật sư và cộng đồng mạng phân tích, thì tôi không phân tích. Điều tra kiểm đếm xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo quy định, làm căn cứ lập thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức di rời, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel để thực hiện dự án phục vụ quốc phòng, chủ động đề xuất phương án bố trí tái định cư nếu có cho các trường hợp phải di rời chỗ ở theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể và chi tiết hàng tuần về thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban Ủy ban Nhân dân xã liên quan, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện coi trọng công tác tuyên truyền vận động, vận dụng tối đa quyền lợi theo quy định của pháp luật cho các hộ dân đang sử dụng đất để tạo sự đồng thuận về chủ trương di rời, giải phóng mặt bằng, hạn chế bức xúc, khiếu kiện, hàng tuần tổ chức kiểm đếm tiến độ, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Nguyễn Quốc Hùng. Kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc nếu có vượt thẩm quyền cần chỉ đạo giải quyết, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất 50,03 ha trong tháng 7/2016. 3. Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, chi nhánh phát triển quỹ đất Mỹ Đức có trách nhiệm bàn giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức trước ngày 12/5/2016 toàn bộ các hồ sơ liên quan phục vụ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tại mục 2 nêu trên. 4. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Đức đề xuất nếu có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 5/2016 phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường và hỗ trợ tái định cư. 5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ kịp thời kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức phê duyệt theo quy định. 6. Giao Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án thiết kế thực hiện đường 429 đoạn qua khu vực sân bay Miếu Môn
thuộc tuyến đường thành phố nằm ngoài phạm vi dự án của tập đoàn Viettel Quân đội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bố trí ngân sách để Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện. Thưa lệnh chủ tịch văn phòng Nguyễn Thị Thành đã ký. Đấy, thì báo cáo với bà con là tôi đọc hai cái văn bản này của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tất cả nhân dân cả nước được biết. Bây giờ xin bà con có ý kiến tiếp. Kính thưa toàn thể ông các bà, hay các chị, thay mặt cho công nhân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thưa toàn thể bà con xã Đồng Tâm đang làm ăn sinh sống ở trong nước và nước ngoài. Hôm nay là buổi họp công nhân xã Đồng Tâm nhằm mục đích xác định vị trí đất ở khu vực xã Đồng Tâm là đất nông nghiệp của chúng ta. Vậy tôi xin có mấy lời phát biểu như thế này. Thứ nhất, Đồng Tâm quê ta có xứ đất Đồng Xanh được tỉnh lộ 429 bao mặt xung quanh rõ ràng ở đây là khu đất vàng, nhưng bọn tham nhũng là giặc nội xâm lại quyết định cướp không của ta khu đất này. Đồng Tâm kêu oan đến tất cả mọi nơi, từ trung ương cho đến thành phố, nhưng họ vẫn cố tình cướp không mảnh đất của chúng ta. Vậy thì chúng tôi có mấy câu xin phát biểu như thế này. Thứ nhất, Đồng Xanh là mảnh đất vàng, tham nhũng quyết định cướp không của mình. Nghe tiếng dân kêu thấu tí đạt tình, nhưng vượt tham nhũng quyết không thực hành. Nghe dân kêu an ninh trùng trùng điệp điệp bốn bề bao vây, nào ngờ đất Đồng Tâm bị giặc nội xâm cướp đất, nhưng lực lượng an ninh vào thì lại chẳng bắt kẻ cướp, lại bắt chủ nhà. Đấy là một điều từ xưa tới nay chúng ta chưa hề được thấy. Bắt chủ nhà xong rồi chúng đã hành hạ mọi người dân xã Đồng Tâm, nào là yêu cầu đi đầu thú, nào là triệu tập đến khắp mọi nơi, từ số 7 Thiền Quang cho đến công an thành phố Hà Nội. Nhưng do nhân dân xã Đồng Tâm có sự đề đạt thấu lý đạt tình và chỉ yêu cầu công an thành phố Hà Nội muốn về đối thoại và tiếp xúc với công nhân xã Đồng Tâm thì về tại trụ sở Ủy ban nhân dân và ban công an xã sẽ được tập trung giải quyết đối thoại và cùng nhau để tháo gỡ. Vậy mà bọn tham nhũng có lực lượng chống lưng nên nào là triệu lộc, nào là đầu thú, nào là mở tòa, tất cả đều là những con số ma nhân dân Đồng Tâm chúng ta không thể tin được. Phần thứ hai, tôi xin nói về bài nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nói, trong công tác phòng và chống tham nhũng hiện nay đã chuyển đến giai đoạn tức là quyết liệt, và lò đã nóng thì củi tươi cũng sẽ phải cháy. Nhưng ở Đồng Tâm, lò đã nóng nhưng củi khô là rất khô nhưng lại không được đưa vào lò, mà các cấp các ngành ở thành phố Hà Nội cũng như huyện Mỹ Đức lại đưa củi khô xuống ao ngâm thì chắc chắn không bao giờ cháy được. Vậy chúng tôi chỉ có một nguyện vọng chính đáng là yêu cầu Đảng và Nhà nước cùng với Thanh tra Chính phủ sẽ về làm rõ khu vực đất Đồng Tâm thuộc sân bay Miếu Môn mà từ trước tới nay chúng tôi đã khẳng định là nhà nước chỉ có quyết định thu hồi 47,36 hectare. Các văn kiện hợp pháp
và đúng thẩm quyền cũng đã kết luận như vậy. Từ cái quyết định tức là 113 đến thứ hai là quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, thứ ba là kết luận thanh tra của ông Nguyễn Quốc Hùng ngày 31 tháng 10 năm 2016 và dự thảo kết luận thanh tra ngày 7 tháng 7 năm 2017 và kết luận thanh tra ngày 25 tháng 7 năm 2017. Điều khẳng định là như vậy. Vậy chúng tôi chỉ có đề nghị như thế này. Thứ nhất, khu vực đất này có 4 bè Đông Tây Nam Bắc. Một bè là 1.500 m², còn hai bè mỗi bè là 1.000 m², một bè là 800 m². Đây là một hình thang. Vậy thì các cháu học sinh đã có câu nói rằng muốn tìm diện tích hình thang đáy lớn đáy nhỏ, ta mang cộng vào chia đôi nhân với chiều cao, cứ làm như vậy thế nào cũng đa. Đó là một việc làm hết sức đơn giản, nhanh gọn, nhưng đến nay thời gian là 5 năm chưa được các cấp chính quyền về giải quyết. Vậy yêu cầu của nhân dân xã Đồng Tâm là đề nghị thanh tra chính phủ về trực tiếp đo đạc khu vực đất này và trả nhà nước 47,30 ha như đã quy định, và còn lại bao nhiêu là đất nghiệp nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Và nhân đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm thì nhân dân xã Đồng Tâm kiên quyết bảo vệ đến cùng, như chúng tôi đã tuyên chiến là chống chặn nội sông. Vậy chúng tôi đề nghị một lần nữa là khẩn thiết đề nghị các cơ quan đảng và nhà nước sẽ cử các cơ quan chức năng chuyên môn về xã Đồng Tâm thực hiện đúng thẩm quyền và đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, đồng thời là cái nào phần nào của nhà nước thì sẽ đảm bảo lợi ích của nhà nước. Như ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hai lần tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói rõ tình hình Đồng Tâm là phải thượng tôn pháp luật, công khai minh bạch, phần nào của dân thì dân được hưởng, phần nào của nhà nước quản lý. Và ông nói tiếp việc ở Đồng Tâm là phải xử lý cán bộ vi phạm xong mới xử lý đến dân. Nếu được làm đúng như vậy thì đúng nguyện vọng của nhân dân xã Đồng Tâm. Một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm ở xứ Đồng Tây, nhân dân xã Đồng Tâm kiên quyết bảo vệ. Còn việc xử lý cán bộ như thế nào là quyền của cấp trên, chúng tôi không quan tâm đến. Vậy xin kính chúc toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm đang làm ăn sinh sống ở trong nước và nước ngoài và đề nghị cộng đồng mạng sẽ tiếp cận và cùng trung ương đấu cật hỗ trợ nhân dân xã Đồng Tâm chúng tôi để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời cũng là một bài học để cho các nơi, tức là tập trung giải quyết những vấn đề chống tham nhũng dứt điểm và đề nghị giải quyết những vấn đề quyền lợi chính đáng của nhân dân ở các nơi khác. Xin hết.